Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay tôi Trinh có một cây lưỡi hổ. Cây này nó giống như cây lưỡi hổ. Lá nó khác hơn mỗi cây, nó có nhiều loại. Này nó màu xanh ngọc, xanh cẩm thạch. Tôi Trinh xin được một bụi về. Chỗ này cắt thì nó hơi bị dập ướt rồi, tôi Trinh sẽ phơi cho nó khô cái vết cắt. Ở đây thì tôi Trinh trước đó thì tôi Trinh có nhân giống cây lưỡi hổ lá tròn rất là nhiều cây. Hôm nay nó phát triển rất là nhiều. Ở đây là cây lưỡi hổ lá dài, nó có sọc vàng. Nhưng mà khi mình nhân giống ra thì nó lại phát triển ra là nó là màu xanh, nó không có sọc. Hy vọng thời gian nó mọc ra, nó lớn lên, nó sẽ chuyển ra màu vàng. Thì tôi Trinh nhân giống được rất là nhiều cây. Này là cây lưỡi hổ lá dài, dài khoảng hơn 1 mét luôn. Còn này là lá tròn. Cây này lá tròn, nhân giống ra rất là nhiều. Mỗi một lá gì đó là được một cây. Một chậu thì tôi Trinh trồng 3 cây. Chậu này á thì nó ra được một cây con phát triển rất là tốt. Hôm nay nó lên màu xanh, phát triển rất là tốt cây con. Hôm nay thì tôi Trinh được xin được một bụi này về trồng và nhân giống. Tôi Trinh sẽ cắt vài lá ra để nhân giống nó. Cắt những cái lá này ra. Sau khi cắt xong thì tôi Trinh phơi cho nó khô và cái vết cắt này nó hơi bị dập. Khô một thời gian khoảng vài ngày thì tôi Trinh sẽ trồng lại. Ở đây nó còn lại 2 lá và 1 lá phía trong. Sau khi tôi Trinh cắt xong thì được 3 lá và cắt đôi ra được 2 khúc, 3 lá lớn. Để vài ngày cho nó khô vết cắt rồi tôi Trinh sẽ trồng lại xuống đất để dăm cành nó, nhân giống nó thêm.
cây lưỡi hổ có nhiều loại cây, cây này lá nó rất là khác hơn những loại cây khác, cây lưỡi hổ khác. Đó, nó màu xanh, xanh ngọc nhạt. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay Tú Trinh trồng cây lưỡi hổ. Tú Trinh đã lấy ra phơi được 6 ngày. Những cái vết cắt nó đã khô. Sau 6 ngày thì Tú Trinh trồng vào hai chậu. Hôm trước cắt, 6 ngày trước cắt thì ở đây nó bị mềm và cái vết cắt nó không được tốt, thì Tú Trinh phơi hôm nay nó khô. Tú Trinh trồng vào hai cái chậu, chậu mũ để nhân giống cây lưỡi hổ. Trồng thì Tú Trinh dùng dải, sau đó thì Tú Trinh trộn đất xơ dừa cho cháu, gồm có cát, đất, ở đây là bao xơ dừa cho cháu. Tú Trinh mua từ vườn hoa kiển về một bao để trộn lẫn vào nhau cho đất nó tươi xốp. Đất thì Tú Trinh đã trộn xong rồi, lắp nó tới đây. Sau đó Tú Trinh sẽ tưới nước.
chào các bạn. Tố Trinh rất vui hôm nay Tố Trinh được chia sẻ video cho các bạn xem, cho mọi người xem là cây lưỡi hổ này nó có màu lá rất là đẹp. Trước đó Tố Trinh trồng sau 6 tháng thì cây nó đã lên đâm lên cây con rất là tốt. Nó có màu trắng cẩm thạch rất là đẹp, màu xanh ngọc. Sau 6 tháng thì cây nó phát triển rất là tốt. Nó khác hơn cái lưỡi hổ, nó khác hơn cái lưỡi hổ lá dài. Cái lưỡi hổ này lá dài nó có hai cái sọc vàng bên cạnh. Đây, nó đang cây con nó đang phát triển. Còn cây lưỡi hổ này thì cái lá nó màu xanh ngọc. Sau khi những cái lá bên cạnh thì Tố Trinh trước đó nó dài, Tố Trinh cắt ra làm hai khúc. Tố Trinh dâm cành một lá cắt ra hai khúc, hai phần. Thì sau 6 tháng thì lá nó cũng vẫn đâm chồi, đâm cây con ra rất là nhiều. Có khi một lá nó đâm ra hai cây con, lá nào nó cũng đâm ra cây con. Hôm nay Tố Trinh rất vui được chia sẻ video Tố Trinh nhân giống và trồng cây lưỡi hổ để chia sẻ cho mọi người xem, cho các bạn xem. Xin chào các bạn, bye bye. Hẹn cả các bạn lại những video kế tiếp. Tố Trinh rất vui và đam mê trồng hoa kiển trên sân thượng.